Ngôi nhà bí ẩn này từng gây xôn xao dư luận vào năm 2019 vì cuộc sống kỳ bí của những người sinh sống tại đây. Khi mọi chuyện dần vỡ lở, những đồn đoán, câu chuyện xoay quanh ngôi nhà này cũng ngày càng nhiều lên. Mới đây, câu chuyện về ngôi nhà bí ẩn này lại một lần nữa dậy sóng khi thông tin về người tự xưng là thầy ông nội Lê Tùng Vân, từng sinh sống và có vai trò quan trọng trong ngôi nhà, bị khởi tố tội loạn luân. Trong số đó, đáng chú ý nhất là hình ảnh về hồ cá chê đầy bí ẩn và chi tiết chiếc máy xay thịt được phát hiện và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Vậy trước đây, các đồ đệ của ông Lê Tùng Vân từng lý giải về hai chi tiết này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi trong nội dung ngay sau đây. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hồ cá chê và chiếc máy xay thịt. Sau vụ ẩu đả giữa nhóm khoảng 50 người và Tịnh Thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiên Am bên bờ vũ trụ, với mục đích tìm kiếm cô gái mất tích tên Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999. Hàng loạt những vấn đề bí ẩn tại Tịnh Thất này cũng dần được phanh phui. Sau vụ việc, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và các bị can trong Tịnh Thất Bồng Lai. Trước đó trong quá trình điều tra, có thông tin rò rỉ trên mạng xã hội cho rằng bên trong Tịnh Thất bí ẩn này có một hồ cá chê cực lớn. Trên mạng xã hội, hình ảnh được cho là chụp từ hồ cá chê của Tịnh Thất Bồng Lai liên tục được cộng đồng mạng đăng tải vào thời điểm đó, cùng với những lời kể rùng rợn khiến dân tình bàn tán không ngừng. Tuy nhiên trên thực tế, hiện vẫn chưa có bất kỳ cơ sở nào để khẳng định hình ảnh này chụp từ Tịnh Thất Bồng Lai. Nhiều người còn thêu dệt thông tin sờn gai ốc xung quanh hồ cá chê này. Đặc biệt là có nhân chứng quả quyết đã nhìn thấy hồ cá chê với hàng nghìn con cá lúc nhúc đòi ăn. Trên bờ còn đặt một máy xay thức ăn, xay thịt cho cá. Những bí ẩn trong hồ cá càng kích thích sự tò mò khi cơ quan điều tra đến tận nơi làm việc, lập vòng vây chặn người lạ ra vào và lấy lời khai của những người liên quan xuyên đêm. Trước đó, một nhân vật đã từng lên tiếng tố cáo Tịnh Thất Bồng Lai cũng đưa ra bằng chứng về một tấm ảnh chụp hồ cá chê tại cơ sở cũ của Thiên Am này. Theo lời nhân vật này, tấm ảnh có thể được chụp từ năm 2007, tại thời điểm cơ sở này nổ ra ồn ào trục lợi để lừa đảo. Trong một phóng sự của VTV từng đưa vào năm 2021, lời của một nhân chứng hé lộ về bí ẩn liên quan đến ông Lê Tùng Vân cũng được đào lại. Trong đó, bà Lê Thị Tuyết, người từng được ông Lê Tùng Vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống tại trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức thuộc địa phận huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006 cho biết, bà đã tố cáo ông Lê Tùng Vân. Người này còn nói về việc các trẻ em tại đây phải lao động ở hồ cá và cho cá ăn. Hồ cá chê qua lời nói của đồ đệ ông Lê Tùng Vân. Lê Thanh Huyền Trân, một trong những đồ đệ của ông Lê Tùng Vân, cũng từng nói đến hồ nuôi cá của sư phụ mình. Khi tham gia chương trình The Voice Kids, Huyền Trân và bà Cao Thị Cúc khẳng định Huyền Trân là trẻ mồ côi, ngoài giờ đi học thì giúp cô Cúc cho cá ăn. Nhị Nguyên, một trong những đồ đệ thân cận khác của thầy ông nội, cũng từng khoe về hồ cá chê này. Thanh niên này ca ngợi công đức vô lượng mà ông Lê Tùng Vân đã cứu giúp cho đời khi mà làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống nuôi trẻ mồ côi. Trong đó có nghề làm nhang và nuôi hồ cá chê. Người đồ đệ thân cận của ông Lê Tùng Vân chia sẻ, có người hỏi sư phụ rằng, thầy tu mà thầy nuôi cá như vậy là thầy sát sanh rồi. Như vậy, thầy gây quả nghiệp thì sao? Sư phụ mới trả lời rằng, trên đời này có những chuyện cần phải hy sinh. Những con cá mà thầy nuôi cần phải hy sinh cho gần 80 người được sinh sống. Đó là bắt buộc. Sư phụ còn nói giỡn là thầy thịt những con cá này thì thầy mang tội, nhưng tội nhỏ xíu à. Mà bù lại, gần 80 mạng người được thầy cứu sống thì cái phước lớn cỡ nào. Như vậy là thầy cũng có lời rồi, con yên tâm. Một đồ đệ khác có tên là Nhất Nguyên, đại đồ đệ của ông Lê Tùng Vân, cũng từng thừa nhận trong một clip khi chia sẻ chuyện đập nhà xây lại khi dọn dẹp máy làm nhang, trong đó đề cập đến việc chăn nuôi thủy sản. Theo chia sẻ của vị đại đồ đệ này, việc có máy xay thịt, xay thức ăn đặt trên bờ hồ để sản xuất thức ăn cho cá cũng được người này xác nhận là có thật. Nhưng loại thịt, thức ăn gì được dùng để nuôi cá thì không được tiết lộ. Người đồ đệ có tên Nhất Nguyên thổ lộ. Ông Lê Tùng Vân có một khu đất nông trường thuê lại, làm 7 hồ nuôi cá, ba ba, cá rô, cá lóc, cá chê, 15 đến 20 năm trời.
hàng ngày mọi người cũng phải phụ nuôi cá ăn, vệ sinh hồ. Đợt đó thu hoạch, mỗi lần phải tầm trên dưới 20 tấn cá. Mãi tới thời điểm thì Thách Thức Danh Hài mới ngưng làm. Hồi đó cũng gian lao dữ lắm để giữ được nồi cơm của mấy chục người trong Thiền Am. Như vậy, tin đồn về hồ cá trong Tịnh Thất Bồng Lai cũng chỉ đúng một phần. Nhiều bí ẩn khác còn chưa được giải mã. Tuy nhiên, những bí ẩn về ao cá này vẫn chỉ là những lời đồn đại từ một bộ phận cộng đồng mạng và chưa có sự xác nhận nào là chính xác. Sổ thị tập và căn mật thất. Theo cơ quan công an tỉnh Long An, kết quả giám định ADN có liên quan đến quyền con người, quyền nhân thân của những cá nhân bị trưng cầu giám định, nên kết quả này đã không được công bố công khai mà tổ chức công bố đối với ông Lê Tùng Vân và những người liên quan sinh sống tại địa chỉ số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bước đầu xác định, kết quả giám định ADN của ông Vân chung với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong Tịnh Thất, nơi có mẹ của các bé ở cùng. Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân. Quá trình công bố kết luận giám định ADN tại Tịnh Thất này, những người sinh sống tại đây có thái độ không hợp tác. Nhưng sau khi điều tra, cơ quan điều tra đã đủ chứng cứ để khởi tố hành vi loạn luân với ông Lê Tùng Vân vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Đáng chú ý, trước đó trong quá trình khám xét tại Tịnh Thất Bồng Lai, cơ quan chức năng đã thu giữ được loạt giấy tờ. Trong số tài liệu được cơ quan chức năng thu giữ, dư luận xôn xao về cuốn sổ thị tẩm của ông Lê Tùng Vân, tức thầy ông nội. Trên báo chí, cơ quan điều tra chỉ cho biết đã thu giữ một số sổ sách tại đây, nội dung ghi chép hoàn toàn được bảo mật. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng cho biết thông tin về cuốn sổ thị tẩm là bịa đặt. Hình ảnh lan truyền là hình ảnh được công an công bố rộng rãi, chụp khi khám xét Tịnh Thất Bồng Lai. Bên cạnh câu chuyện về cuốn sổ thị tẩm, trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin có một mật đạo ở Tịnh Thất Bồng Lai và cô gái có tên Diễm My đầy bí ẩn đã sống ở đây trước khi được giải cứu. Vậy có hay không mật đạo này? Ngoài những hành vi vi phạm pháp luật đã được cơ quan điều tra công bố, nhiều người vẫn đồn đoán về mật đạo dưới nền nhà ở Tịnh Thất. Cơ quan chức năng tỉnh Long An đã lên tiếng phủ nhận thông tin tìm thấy Diễm My trong căn hầm bí mật ở Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy vậy, việc cơ quan chức năng chưa khẳng định cũng chưa phủ nhận thông tin về mật đạo ở đây, nên cộng đồng mạng có nhiều đồn đoán. Một người từng nhiều năm âm thầm thu thập chứng cứ sai phạm tại Tịnh Thất này cho biết, ông đã từng nhiều lần đi lại trong Tịnh Thất, khẳng định trong đó không có căn hầm bí mật. Thông tin lan truyền là hoàn toàn bịa đặt. Đó chỉ là căn nhà cũ xây mấy chục năm, xung quanh còn thường xuyên bị ngập. Khả năng có căn hầm bí mật cũng không thể trụ nổi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng cập nhật mới nhất hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong video cập nhật tiếp theo.